Hôm nay có cái này bị thắc mắc nè. Lâu lắm rồi mới vô lại cái TikTok mà hồi đó tạo để chơi thử thôi, để chơi xem TikTok này chơi như thế nào. Thì đây là cái trang TikTok của mình. Sau đó mình bấm vô trong cái phần kiểm tra hộp thư. Thì mình bấm vô trong cái clip mà mình đánh là cái bài trộm đào. Cái bài này. Rồi sau đó mình mới bấm vô cái phần là nó để dưới đây là nhạc nền Một Nhu Cầm. Không hiểu sao lúc mà đánh định đăng cái bài hát lên thì nó để sẵn cái nhạc nền Một Nhu Cầm luôn. Bấm vô. Phát hiện to lớn. Lúc đó nó sẽ lọc lại cái tên và nó để đây của mình là bản gốc. Nó để cái bài mình đánh là bài trộm đào và bản gốc, và mình bấm vô thử mấy cái bài này thì đúng là người ta lấy cái nhạc của mình người ta lồng vô trong video luôn hả mọi người. Như bản gốc. Đó. Rồi bây giờ coi của người ta nè. Video khác cũng vậy. Là người ta sử dụng trên cái nhạc nền của mình hả? Mình thắc mắc là ý là tại sao người ta sử dụng được á. Với lại khi mà mình up cái nhạc lên thì tại sao tự động nó đẩy qua là nhạc nền cũng không biết được luôn. Wow.